Hơn 60 năm qua, những dòng xe Land Rover luôn thông thạo các vùng quê xa xôi với địa hình phức tạp và cả những chốn đô thị hiện đại. Land Rover đã thu hút được sự quan tâm của các khách hàng tinh tế, sành điệu trên toàn cầu. Những người coi trọng chất lượng, một phong cách vượt thời gian và một cảm giác mạo hiểm. Vâng, các bạn đang thấy không? Tôi và anh biên tập viên Lê Hùng đang trải nghiệm cái mẫu xe E-Mút của nhà Land Rover. Và từ khi ra mắt cuối năm 2010, đầu năm 2011 thì mẫu Land Rover Evoque này gặt hái được rất nhiều thành công ở trên thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời các bạn hãy trải nghiệm mẫu xe này của chúng tôi. Và như anh Duy đã vừa nói ấy, thì chúng tôi đang đi trên một cái cung đường rất là xấu. Và thực tế là tôi đang sử dụng cái hệ thống cầu cực kỳ hay trên cái mẫu xe này. Và đây có thể nói là giá trị cực kỳ lớn, lớn nhất của các cái mẫu xe Land Rover. Và tôi đã từng xem Top Gear, họ mang những chiếc xe Land Rover trị giá rất đắt tiền đi thử khắp nơi, từ những địa hình siêu khó như đường tuyết, đường cát, thậm chí cả leo đá nữa. Ví dụ như là tôi đang trên cái địa hình nó mấp mô gập ghềnh như này thì tôi cài đặt sang cái chế độ đi đường địa hình xấu. Mẫu Evoque này mặc dù được thiết kế dành cho đô thị. Đúng ạ. Và đang là mẫu xe gọi là bán chạy nhất của Land Rover, thành công nhất. Đúng. E-Mút nhưng lại bán chạy nhất. Sinh có sau khi nhảy muộn. Có khi lại mang lại cái giá trị lợi nhuận lớn nhất cho công ty. Đúng. Nhưng dù gì thì gì, Evoque vẫn giữ được những cái gen của Land Rover, vẫn phải có những cái gen. Và đây chính là nó. Đúng vậy. Và ở đây có 4 chế độ, chúng ta đi đường bằng, đi đường trơn trượt cỏ, đúng không ạ? Đi đường địa hình xấu tôi đang cài đặt chế độ này. Và đi đường cát. Thực ra tôi rất tiếc là không có một cái sa mạc cát ở đây. Tôi nghĩ là có sa mạc cát, xe này thì có để đất diễn cực kỳ hay luôn và có nhiều cái khoảnh khắc ấn tượng hơn. Và khi tôi cài chế độ này thì ở trên màn hình này chúng ta có thể thấy rõ khóa V-Side đã được khóa. Nhưng cái hay của nó là hệ thống hỗ trợ đổ dốc tự kích hoạt. Hệ thống lái này cũng chắc hơn khi chạy ở cái chế độ đường bằng. Nó đầm hơn. Nó thực ra tôi rất thích lái cái mẫu xe này trên cái cung đường này. Nó mang lại rất là nhiều cái cảm xúc. Đúng ạ. Đúng. Tôi còn thấy là khi tôi cũng trải nghiệm cái mẫu xe này ở trong cái cung đường off-road này thì cái vô lăng nhẹ khi mà chúng ta đi đường thường ấy, vào đây nó lại là một lợi thế. Nó tạo ra sự linh hoạt của cái mẫu xe. Hệ thống treo thì khỏi nói rồi. Hệ thống treo quá êm. Nói chung tôi thấy đất diễn lớn nhất của Evoque là lại là những cái cung đường này cơ. Và đặc biệt là cái mẫu này rất là quan trọng khi mà chúng ta gặp những cái con dốc cao. Chút nữa tôi sẽ thử gạt dốc cao, nó sẽ tự phanh. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ, bởi vì thực ra với dòng xe này tôi chưa tìm hiểu kỹ lắm, chỉ có xem các chương trình thôi. Nhưng mà về cơ bản khi mình trải nghiệm thì mình khá bất ngờ và khá thích thú với cái hệ thống này. Thực ra là mỗi một mẫu xe thì thường thì họ sẽ hướng tới một cái giá trị, một cái giá trị cốt lõi của cái hãng đấy. Và nếu như anh quan sát trên màn hình nhá, quan sát trên màn hình này, thì anh sẽ để ý là cái khóa V-Side nó sẽ chủ động, hoàn toàn chủ động, khi đóng khi mở, và nó sẽ truyền lực ra cầu trước cầu sau theo một cái tỷ lệ nhất định, chứ không phải là lúc nào nó cũng khóa cứng. Tức là cái khóa V-Side này có thể nói là nó thông minh và rất linh hoạt. Và cái hệ thống chuyển các chế độ này hoàn toàn là điện. Đây tôi có thể chuyển ngay lập tức. Đấy. Đó, chuyển ngay lập tức. Ở trước mặt chúng ta đang là một cái dốc khá cao để chúng ta thể đi xuống, thì tôi nghĩ chúng ta nên thử anh không ạ? Vâng, bây giờ để thử thì tôi lại chuyển sang chế độ địa hình. Bỏ chân ra. Rồi, chúng ta đang. Wow. Đây, phải dốc này khá cao đấy. Wow. À, rất đơn giản đúng không ạ? À, nó sẽ hỗ trợ phanh. Anh Hùng đang không can thiệp vào chân phanh đúng không ạ? À, rất chậm. Nó hơi nhanh một tí, tôi vẫn phải cẩn thận thôi. Nhưng mà đấy anh thấy không? Ôi, chúng ta đang ngồi dốc như này. Treo người trên dây. Xe phanh chết luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, chỉnh lái một chút thôi. Easy, cực kỳ dễ. Có lẽ là chúng ta nên quay thử lên luôn cái dốc này xem như nào anh Hùng nhỉ? À, lên thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà nói thật là trên cái cung đường như này tôi thấy nó, cái giá trị của cái Land Rover nó thể hiện rất là rõ ràng. Nó mang đúng rồi, cái chất gen của những cái chữ huyền thoại đấy. Vâng, đây là E-Mút thôi nhá, đây mới là E-Mút. Không hiểu là những cái mẫu Defender thì như nào, các bạn có thể xem cái chương trình của Top Gear với những cái mẫu Defender cực kỳ nổi bật. Vâng, đấy. Từ đây, rất đơn giản đúng không? Lái thả tay easy. Đấy. Quá dễ dàng đối với một con dốc như thế này. Chúng ta đang dễ tận dàng. Hưởng thì đúng hơn. Một mẫu xe có thể mang lại rất nhiều cảm xúc trên những cái địa hình xấu. Vâng, vừa rồi thì tôi với anh biên tập viên Lê Hùng đã cùng trải nghiệm cái mẫu xe này ở trong cái cung đường off-road. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái phần thiết kế nội ngoại thất cũng như trang thiết bị của mẫu xe này. Với cá nhân tôi ấy, thì tôi rất là thích cái mẫu Land Rover Evoque này, bởi nó là một mẫu xe đường phố
một mẫu xe đô thị nhưng vẫn mang trong mình những cái gen của những người đàn anh. Ví dụ như là mẫu Defender rất nổi tiếng này và mẫu Range Rover Autobiography. Và như các bạn cũng biết thì mẫu Range Rover Evoque này cũng là một mẫu xe rất là nổi tiếng trên thế giới. Còn anh Lê Hùng, anh có thích mẫu xe này không? Anh Duy mà đẹp trai hỏi câu đấy thì tôi cũng phải xin trả lời thật là như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi được sờ, được chạm, được lái vào một cái mẫu xe Range Rover. Cho nên để mà nói và thích, tôi nghĩ tôi phải cần thời gian nhiều hơn. Bởi vì với cá tính của tôi từ trước đến nay ấy, thì tôi lại thích những cái mẫu xe nó có cái những đường nét thiết kế nó tròn tròn, nó phải hơi nữ một chút. Tôi nghĩ một cái mẫu Volvo XC60 cũng là một mẫu xe anh thích ấy. Nó cũng có những cái thiết kế tròn tròn như vậy. Vâng, đời cũ thì tôi chạy rồi, đời mới thì mới được nhìn thôi chứ cũng chưa được chạy. Còn về cái khả năng vận hành của mẫu xe này chắc là cũng không phải bàn cãi rồi. Như anh nói là thừa hưởng được rất nhiều những cái giá trị của huyền thoại, đúng không? Chúng ta phải gọi là huyền thoại của dòng Land Rover truyền lại cho mẫu xe này. Tuy nhiên là nói về thích thiết kế thì thú thực là tôi trước giờ tôi chỉ tuyển xe cỏ thôi. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ phải cần nhiều thời gian hơn để mới có thể thích được cái mẫu, cái thiết kế, cái phong cách thiết kế vuông vắn và nó nhiều cái đường nét nó khỏe. Có khi là tôi sẽ tặng anh mẫu xe này nhỉ, thì anh có lấy không? Anh mà tặng tôi thì tôi sẽ rất thích. Tôi cực kỳ thích, nhưng tất nhiên là tôi thích là tôi được tặng một mẫu xe có giá trị. Và maybe có thể là tôi sẽ mang về tặng cho bạn gái. Vậy còn các bạn nghĩ sao? Các bạn có thích cái mẫu xe này không? Thì mời các bạn hãy comment ngay phía dưới clip của chúng tôi nhé. Anh Hùng, anh đi đâu đây? Thì anh tặng xe tôi rồi, bây giờ tôi đi đánh cốp. Ôi, tôi nghĩ là phần cốp của chiếc xe không để vừa cái bộ cốp của anh đâu. Nhưng mà thực ra thì anh hãy để tôi thử, bởi vì với những dân chơi cốp ấy, hay các golfer mà tôi nghe các anh kể, hãy biến những điều không có thể thành có thể. Tôi nghĩ là như tôi sử dụng thì tôi nghĩ là không để vừa đâu anh ạ. Anh phải để hàng ghế trên thôi. Ôi, nhưng mà bây giờ bạn gọi rồi, tôi phải đi thôi. Thôi anh cứ thử nhá. Anh cứ thử xem sao. Biết đâu điều bất ngờ lại xảy đến. Đấy, anh thấy chưa? Nói chung là tôi thấy cái tấm này bỏ ra thì chắc là sẽ vừa. Cái tấm vách ngăn này. Anh để tôi giúp. Tấm này thực tế là chúng ta có thể bỏ đi được, không cần thiết. Anh thì để vào xem sao. Khó khăn vừa các bạn. Thêm một cái túi. Anh để túi đồ vào đây cũng vẫn còn vừa đấy. Thôi tôi đi đây. Vâng, và bây giờ thì anh có thể lái em nó đi đánh gốp được rồi. Anh Duy đẹp trai thấy không? Mặc dù Hùng xe cỏ thì mới tiếp xúc với xe trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà xuất phát từ nhu cầu, Hùng có thể khám phá ra những cái khả năng của nó. Thì Hùng nghĩ rằng mặc dù thích nhưng Duy vẫn nên dành nhiều thời gian hơn nữa để trải nghiệm, để thử những cái tính năng trên cái mẫu xe. Vâng, và đúng như anh nói thì có lẽ là tôi nên dành nhiều thời gian hơn nữa để cảm nhận và để trải nghiệm cái mẫu xe mang những cái gen của huyền thoại như thế này. Và phần tiếp theo thì tôi với các bạn sẽ cùng trải nghiệm những cái bài thử rất là quen thuộc. Bài đầu tiên đấy chính là bài chạy slalom. Cái tốc độ đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng thử đó chính là tốc độ 60 km/h. Các bạn hãy cùng tôi nhá. Để tôi tăng tốc này. Đấy. Động cơ rồi vào khoang lái rất là phấn khích. 60 rồi. Chuẩn bị vào coi đầu tiên. Như các bạn thấy là rất là mượt mà. Một mẫu xe gầm cao. Xe crossover. Và những coi cực kỳ mượt mà. Và bây giờ thì tôi sẽ chạy lên tốc độ 70 km/h. Tăng tốc. 70 rồi, vào coi. Với một cái mẫu crossover gầm cao như là mẫu Evoque này ấy, thì cá nhân tôi thì tôi thấy với cái tốc độ 70 thì mẫu xe này hoạt động khá là ổn định và trơn tru, không gặp một vấn đề gì cả. Duy chỉ có cái mà tôi không thích thì chính là cái vô lăng. Giá như mà cái vô lăng này nặng hơn và có cảm giác hơn một chút nữa thì sẽ rất là thích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài thử quen thuộc của chương trình. Đó chính là thử cái tốc độ tăng tốc và giảm tốc của mẫu xe này.
và máy đã đưa ra kết quả thông số là 4,5 giây cho 60 km/h và 10,2 giây cho 100 km/h. Đây là một con số không được ấn tượng cho lắm với một cái mẫu xe như thế này. Và chúng tôi có tham khảo cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra cho mẫu xe này là 7,6 giây cho vận tốc 100 km/h. Nhưng mà chúng tôi lại đo được là 10,2 giây cho 100 km/h. Thôi thì tôi nghĩ là do một số cái yếu tố từ mặt đường rồi lốp. Bởi vì mẫu xe này cũng đã là một mẫu xe sử dụng cũng hơn một năm rồi. Vừa rồi thì tôi đã thử cái khả năng tăng tốc của mẫu xe này, thì tôi nhận thấy một điều là ở những cái nước ga đầu ấy, những cái vòng tua máy nó phải lên đến khoảng tầm 5-6 ngàn, hơn 6 ngàn bắt đầu chiếc xe mới sang số. Và những cái số đầu ấy thì mẫu xe này tăng tốc khá là kém, thật sự là khá là kém. Phải đến cái giải tốc độ từ 50 km đổ lên ấy thì bắt đầu mới có những cái sự bứt phá, tôi mới cảm nhận được cái sự lao đi. Và bây giờ thì tôi sẽ thử cái quãng đường phanh xem sao. Tăng tốc. Đấy, các bạn thấy không? Tốc độ máy lên rất cao ở xe này của chuyển số. Vâng, và sau khi tôi vừa hoàn thành cái chặng đường thử thì mẫu máy này cho chúng ta cái kết quả là 3,1 giây và 42,7 mét để chiếc xe dừng hẳn khi mà đạt vận tốc 100 km/h. Và với 60 km/h về không thì sẽ mất 1,9 giây và 15,4 mét. Cái quãng đường phanh này cũng là một cái chỉ số khá tốt đối với mẫu xe này. Nên là có cái chỉ số tăng tốc thì tôi cảm thấy không thuyết phục cho lắm. Như các bạn thấy thì khi mà xe đỗ nguyên và nổ máy thì cái mức đo được ở trên máy là từ 49 cho đến 53 decibel. Như chúng ta thấy thì khi tôi chạy ở vận tốc 80 km/h thì máy đo độ ồn cho chúng ta thông số là từ 61 cho đến 63 decibel. Khi chúng ta tăng vận tốc lên 100 km/h thì cái độ ồn của mẫu xe này nó sẽ dao động từ khoảng 63 cho đến 65 decibel, cũng là một con số đáng ấn tượng. Khi tôi di chuyển ở trên mẫu xe này thì tôi cảm nhận là hai cái bên phía phần kính ấy, nó được cách âm được không, nó được làm cách âm không tốt cho lắm bởi vì tiếng gió ù khá là nhiều. Nhưng mà khi tôi đo độ ồn ở trong cái mẫu xe này thì tôi thấy là cái độ ồn đấy nó mặc dù là nó có hơi lọt vào nhiều nhưng mà nó cũng không quá đến cái mức khó chịu. Đấy, như các bạn thấy thì có thông số ở trên máy là khi chạy 100 km/h thì nó sẽ dao động khoảng từ 63 đến 65 decibel. Sau rất nhiều những trải nghiệm, rất nhiều những cái lúc mà chúng ta tìm hiểu về mẫu xe này thì đến thời điểm này anh đã thích mẫu xe này chưa? Thực ra bây giờ là tôi thấy hơi thích rồi đấy. Nhưng mà tôi thích nhất trong các cái phần trải nghiệm đấy là phần mà chúng ta lái trên những cái đường địa hình xấu, đường đất, đường gập ghềnh, thì tôi có thể cảm nhận được cái mẫu xe này nó có cái khả năng vận hành ở trên đấy rất là tốt. Nó có cái hệ thống hỗ trợ, đặc biệt cái hệ thống treo, lái này cũng nhẹ nhàng, đi đường xấu mà lại êm, chả còn đòi hỏi gì cả. Và quan trọng nhất với tôi, trong cái khung cảnh như vậy, trong cái bối cảnh, trong cái điều kiện như vậy, tôi thấy nó gắn kết với tôi hơn. Tôi không thích một chiếc xe lúc nào cũng bóng loáng, bóng lộn nằm ở trong một showroom. Có thể Duy đẹp trai thì Duy đẹp trai sẽ thích cái điều đấy. Duy sẽ chở bạn gái đến những cái địa điểm 5 sao, những cái cửa hàng hiệu vân 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 vân. Nhưng mà với Hùng thì Hùng rất đơn giản, Hùng xe cỏ mà. Hùng xe cỏ chỉ thích đến một cái địa điểm nó hòa hợp với thiên nhiên. Và ở đấy chúng ta hãy tận hưởng những cái giá trị của sản phẩm, giá trị của văn hóa, giá trị của con người và giá trị của thiên nhiên mang lại. Và bây giờ tôi sẽ chụp hình cho anh Hùng và chương trình của chúng tôi kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Tuyli nhé.